phải đầu tiên mà có lẽ trước chương trình này anh nhận được rất nhiều từ quý vị khán giả, đó chính là lịch trình của ba bạn trong những ngày qua là như thế nào. Có lẽ nhiều người hỏi câu này rồi đúng không? Bây giờ Khánh Vân trả lời trước đi. Dạ, thật ra là sau khi mà cái đêm đăng quang đó thì là một đêm không ngủ của em và em nghĩ là của chị Vân và Duy nữa. Thì đêm đó thì thức cũng gần tới sáng và ngủ được 2 tiếng, sau đó là phải đi chụp hình. Và từ hôm đó trở đi thì cái lịch trình khá là dày đặc. Cho nên là đôi khi tới bây giờ thì em vẫn cảm thấy là vẫn còn hơi ngại một chút, hơi buồn một chút vì chưa có quá nhiều thời gian để trả lời hết tất cả các tin nhắn chúc mừng cũng như là gửi lời cảm ơn đến là những người đã quan tâm và yêu thương em. Thế thì đã có một cái buổi ăn mừng nho nhỏ hay là cái gì đó để mừng cái thành tích này của mình hay không? Dạ chưa luôn ạ. Tại vì tới tận bây giờ thì chưa có một cái buổi tiệc nào được diễn ra hết. Chỉ có cái hôm mà vừa khi mà trở về lại thành phố Hồ Chí Minh thì em có gặp ba mẹ em. Thì tối hôm đó thì em có nói với mẹ là em thèm ăn cơm với trứng chiên. Dạ. Thì ăn cơm xong thì một nhà mở lại những cái chương trình mà lúc mà diễn ra đêm chung kết, xong rồi cả nhà ngồi coi, rồi sau đó vỗ tay hạnh phúc, rồi xong rồi lại đi ngủ để ngày mai lại tiếp tục một lịch trình mới. Dạ. Còn với Thúy Vân thì sao? Lịch trình những ngày qua như thế nào? Và như Khánh Vân chia sẻ thì hồi nãy là có món trứng chiên, còn với bạn thì thèm món nào? Cũng rất là cảm ơn ban tổ chức, tại vì trước khi mà đến với đêm bán kết và chung kết thì Vân cùng với tất cả các bạn thí sinh cũng có một cái khoảng thời gian 3 tháng để có thể quay truyền hình thực tế và training. Thì trong khoảng thời gian 3 tháng đó, ngày nào thì mọi người cũng sẽ thức từ lúc 5-6 giờ sáng và kết thúc cái lịch trình khoảng chừng 11-12 giờ. Cho nên bọn mình đã quen với cái guồng đó rồi. Yeah. Và sau cái đêm chung kết thì cái lịch trình nó cũng tương tự như vậy, là mỗi ngày đều cố gắng sắp xếp thời gian để có thể đi gặp các anh chị truyền thông báo chí, để có thể đến gần hơn với khán giả. Còn đối với cá nhân em thì không biết mọi người có xem cái phim Vì Sao Đưa Anh Tới không ạ? Dạ. Phim Hàn Quốc, ở trong đó nó có một cái món cá mà mình không nói tên được, nhưng mà nó có món cá đó. Thì hôm bữa là em về em đi ăn món đó ngày đầu tiên, tại vì cái món đó là cái món mà em rất là thích. Dạ. Còn với Kim Duyên thì sao? Đã có bao nhiêu bó hoa, đã có bao nhiêu lời chúc mừng? Và với bạn thì món quà nào ý nghĩa nhất trong những ngày qua? Thật ra đối với Kim Duyên thì nhận được rất là nhiều hoa của anh chị báo chí cũng như là các người, những cái khán giả yêu thương mình và đặc biệt là ban tổ chức. Thì thật ra khi mà trở về với Sài Gòn thì Kim Duyên hạnh phúc nhất là khi mà gặp ba mẹ, gặp lại ba mẹ và gia đình. Và cái đêm mà gặp lại gia đình và ba mẹ thì mọi người ngồi nói với nhau về những cái khoảnh khắc ở trên sân khấu khi mà Kim Duyên được gọi tên vào top 5 cũng như là top 3, và rất là hạnh phúc, rất là may mắn, mọi thứ như vỡ òa khi mà Kim Duyên được gọi tên vào Á hậu 1. Thì cả gia đình cũng không ngủ cả đêm sau cái đêm đó. Dạ đúng rồi, ngồi nói chuyện với nhau cũng như là chia sẻ những cái niềm vui và những cái mà mọi người rất là hạnh phúc khi mà em đạt được cái vị trí cũng như là cái xứng đáng với cái nỗ lực của mình. Ok, thế thì bây giờ sẽ có một câu hỏi chung nè. Ba chị em đã hay là đã có dự định cho một cái buổi tiệc ăn mừng nào cùng với nhau chưa? Dạ chắc chắn là có rồi ạ. Thật ra là bản thân ba chị em thì mỗi ngày cứ hay nói nhau: em ơi khi nào rảnh thì đi uống trà sữa nha, em ơi khi nào rảnh là mình đi ăn này kia nha. Thật ra là nếu mà sau cái lịch trình này thì chắc chắn là cả ba chị em sẽ có một buổi tiệc nho nhỏ chung với nhau và chung với lại ekip. Nhưng mà theo anh nghĩ thì chắc là cô Hoa Hậu Khao chứ nhở? Anh nghĩ vậy. Dạ. Và ở đây thì có rất nhiều những câu hỏi từ nãy đến giờ.